Bản tin bóng đá Ole, Argentina vào tứ kết Copa America 2019. Bisaka kiểm tra y tế ở MU vào tuần sau. Báo Italy, Sarri là phó tướng của Ronaldo là những tin tức đáng chú ý trong bản tin ngày 24 tháng 6. Chơi không quá thuyết phục nhưng cuối cùng Argentina cũng vượt qua vòng bảng sau chiến thắng 2-0 trước Qatar. Những bàn thắng của hai tiền đạo Lautaro Martinez và Sergio Aguero giúp Argentina đi tiếp, dù bước vào giải với tư cách đội đương kim vô địch châu Á và đã có những màn trình diễn đầy ấn tượng ở hai lượt trận đầu. Nhưng đội tuyển Qatar đã làm mất mặt đại diện AFC khi khởi đầu trận đấu một cách đầy sợ hãi. Liên tiếp những tình huống xử lý bóng tệ hại của hậu vệ Qatar chỉ trong vòng vài phút sau tiếng còi khai cuộc, tạo điều kiện cho trung phong Lautaro Martinez hai lần có cơ hội dứt điểm trong tư thế thuận lợi, mà lần thứ hai đã trở thành bàn thắng cho Albiceleste. Không chịu áp lực từ đối phương, nhưng hậu vệ Barca Hisham đã truyền bóng thẳng vào chân Lautaro một cách rất ngớ ngẩn. Tiền đạo thuộc biên chế Inter không bỏ lỡ cơ hội trong tình huống đối mặt thủ môn của Qatar. Bàn mở tỷ số ngay ở phút thứ 4 giúp Argentina nhanh chóng cởi bỏ được tâm lý nặng nề. Các đợt lên bóng sau đó của đội bóng xứ sở Tango trở nên sáng sủa hơn với vai trò rõ rệt của Lionel Messi. Tuy nhiên, Lautaro không đủ sắc sảo và tinh tế để chuyển hóa một số tình huống không thực thuận lợi thành cơ hội rõ ràng. Nhưng người gây thất vọng nhất bên phía Argentina phải là Sergio Aguero. Chân sút của Man City bỏ lỡ hàng loạt cơ hội từ hiệp 1 sang đến hiệp 2. Điển hình là 3-4 tình huống đối mặt thủ môn, eo cung luôn sút quá nhẹ, ra ngoài hoặc chậm chạp trong cú dứt điểm để hậu vệ đối phương kịp lùi về cản phá. Cơ hội nguy hiểm bậc nhất của Qatar đến ở cuối hiệp 1, từ quả phạt trực tiếp chết bên trái theo hướng tấn công của Qatar, Hisham đã sút xuyên qua hàng rào, đưa bóng rọi cột dọc khung thành Argentina. Thực đáng tiếc cho nhà vô địch châu Á và cá nhân Hisham, anh suýt nữa đã chuộc được lỗi lầm nghiêm trọng dẫn tới bàn thua ở đầu trận. Messi có một cơ hội chắc ăn ở phút 73, nhưng lại sút vọt xà một cách rất tệ hại khi đứng rất gần chấm 11m mà không có ai kèm. Leo đã không thể có bàn thắng mừng sinh nhật thứ 32 của anh vào hôm nay 24 tháng 6. Nhưng cuối cùng Argentina cũng có bàn thắng thứ hai. Thực bất ngờ, đó là pha dẫn bóng solo rồi tung cú sút ở góc hẹp của Aguero, một trong những cầu thủ có phong độ và cảm giác bóng kém nhất bên phía Argentina. El Cung rốt cuộc đã phá bỏ được tâm lý đè nặng sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ. Argentina tiến vào tứ kết gặp Venezuela vào ngày 28 tháng 6 tới. Trái ngược với sự chật vật của Argentina, ở trận đấu còn lại của bảng B, Colombia giành chiến thắng khá nhàn hạ với tỷ số tối thiểu trước Paraguay, qua đó hoàn tất vòng bảng một cách hoàn hảo bằng 3 trận toàn thắng, ghi 4 bàn và không để lọt lưới lần nào. World Cup bóng đá nữ 2019, Brazil bị Pháp loại ở vòng 1/8. Đội tuyển nữ của Brazil đã dừng chân ở vòng 1/8 tại World Cup bóng đá nữ 2019 khi để thua 1-2 trước các cô gái Pháp. Govin đã mở tỷ số cho tuyển nữ Pháp ở phút 52. Tuy nhiên sau đó, Brazil đã đưa trận đấu về thế cân bằng nhờ pha lập công của Thái Sa. Tỷ số 1-1 được duy trì hết hiệp 2 và sau đó, hai đội phả đá hiệp phụ. Amandine đã tỏa sáng đúng lúc ở phút 107 để ghi bàn thắng quý giá giúp đội chủ nhà giành vé đi tiếp. Ở trận đấu còn lại, tuyển Anh cũng đã điền tên mình vào vòng tứ kết sau khi đánh bại tuyển nữ Cameroon với tỷ số 3-0 nhờ các pha lập công của Steve, Ellen và Alex. Tam sư sẽ đụng độ tuyển nữ Na Uy ở vòng tứ kết. Bisaka kiểm tra y tế ở MU vào tuần sau. Theo trang Football Insider, hậu vệ phải của Crystal Palace, Bisaka sẽ tiến hành kiểm tra y tế ở MU trước khi hoàn tất vụ chuyển nhượng đến Old Trafford. MU được cho là đã đạt thỏa thuận với Crystal Palace về trường hợp của cầu thủ 21 tuổi này.
họ sẽ trả trước cho Crystal Palace 42,5 triệu bảng để có sự phục vụ của Aaron Wan-Bissaka. Với các khoản thưởng khác, số tiền mà MU bỏ ra trong thương vụ này có thể lên tới 55 triệu bảng. Bissaka sẽ là tân binh thứ hai của MU trong mùa hè này, sau Daniel James. Cầu thủ 21 tuổi đã thi đấu 35 trận cho Crystal Palace ở mùa giải trước và được xem là sự bổ sung quan trọng cho vị trí hậu vệ phải của MU. Harry Maguire sẽ trở thành trung vệ đắt giá nhất thế giới. Tờ Miro Anh cho biết Harry Maguire sẽ gia nhập Man City vào tuần này và trở thành trung vệ đắt giá nhất thế giới với giá 80 triệu bảng. Hiện tại, Van Dijk đang là trung vệ đắt giá nhất thế giới sau khi cầu thủ này chuyển sang Liverpool với giá 75 triệu bảng. Man City đã quyết tâm phá kết để mua Harry Maguire nhằm gia cố hàng thủ. Maguire sẽ hưởng mức lương là 280.000 bảng trên tuần sau khi anh chuyển sang Etihad. Trung vệ 26 tuổi đã ký hợp đồng có thời hạn 5 năm với Leicester vào tháng 9 năm ngoái. Khi đó, MU đã thể hiện sự quan tâm với hậu vệ người Anh. Mặc dù vậy, Maguire không muốn chuyển tới Old Trafford. Sau khi Man City gửi lời đề nghị, Maguire đã không thể từ chối cơ hội đầu quân cho nhà DKVD Premier League. Báo chí Italy cho biết huấn luyện viên Maurizio Sarri đã gặp Cristiano Ronaldo cách đây vài ngày, sau khi ông được bổ nhiệm vào ghế nóng của Juventus. Tờ Libero Italy viết, Sarri đã trở thành phó tướng của Ronaldo. Huấn luyện viên này đã vội vã tới gặp Ronaldo, cầu thủ đang nghỉ mát ở Riviera Pháp. Điều này cho thấy ai mới là người đang nắm quyền ở Juventus, đó là nhà vô địch người Bồ Đào Nha. Huấn luyện viên Sarri ký hợp đồng 3 năm với Juve sau khi đội bóng Italy trả 5 triệu bảng tiền đền bù hợp đồng để giải phóng nhà cầm quân 60 tuổi khỏi ràng buộc trách nhiệm với Chelsea. Sau khi gia nhập Juventus, huấn luyện viên Sarri đã nhắc tới Ronaldo trong cuộc họp báo ra mắt của mình. Tại Chelsea tôi đã huấn luyện một số cầu thủ rất tài năng nhưng huấn luyện Ronaldo là một nấc thang mới cao hơn trong sự nghiệp huấn luyện viên. Tôi muốn giúp anh ấy lập những kỷ lục mới. Neymar thông báo với đồng đội cũ ở Barca về tương lai của mình. Theo tờ Sport Tây Ban Nha, Neymar đã thông báo với những người đồng đội cũ ở Barcelona rằng anh sẽ quay về Camp Nou trong mùa hè này. Cầu thủ người Brazil đã chuyển sang Paris Saint-Germain từ Barcelona vào năm 2017 sau khi đội bóng của Pháp kích hoạt điều khoản giải phóng trị giá 222 triệu euro của anh. Tuy nhiên Neymar cảm thấy không hạnh phúc ở Paris Saint-Germain và anh muốn trở lại Barcelona trong mùa hè này. Nhà đương kim vô địch của Ligue 1 sẵn sàng để Neymar ra đi nếu có đội bóng nào trồng đủ 250 triệu euro. Neymar đã ghi 105 bàn trong 186 lần ra sân cho Barca kể từ năm 2013 đến 2017. Barca được cho là đòi hỏi Neymar phải chấp nhận 3 điều kiện mới mua lại tiền đạo này từ PSG. Thứ nhất, Neymar phải đồng ý giảm lương xuống thấp hơn mức 30 triệu euro trên mùa anh nhận ở PSG. Thứ hai, Neymar phải rút bỏ hết các khiếu kiện về những khoản tiền thưởng không được nhận khi còn khoác áo Barca. Thứ ba, Neymar phải công khai mong muốn trở lại Camp Nou của mình. Man City là ứng viên số 1 cúp C một mùa tới. Huấn luyện viên Harry Redknapp cho rằng đây sẽ là thời kỳ các đội bóng Anh thống trị Champions League như họ đã từng ở giai đoạn 2005-2009. Ông cũng tự tin đặt cửa vô địch cho Man City ở mùa giải tới. Cựu thuyền trưởng Tottenham cũng tin rằng gà trống, đội bóng đi đến chung kết trước khi thua Liverpool mùa vừa qua, vẫn sẽ rất đáng gờm nếu giữ chân được các trụ cột trong phiên chợ hè. Bị chỉ trích, Rashford quyết lấy lại cảm tình, dù đang trải qua kỳ nghỉ hè, tuy nhiên Marcus Rashford vẫn đang miệt mài tập luyện để duy trì thể lực. Sau mùa giải 2018-19, tiền đạo trưởng thành từ lò đào tạo Carrington này bị NHMMU chỉ trích thậm tệ. Vì thế, Rashford nỗ lực tập luyện để chuẩn bị cho mùa giải 2019-20, đồng thời lấy lại cảm tình của NHM Quỷ Đỏ.
Torres ca ngợi Gerrard. Fernando Torres chính thức tuyên bố giải nghệ ở tuổi 35. Trong sự nghiệp, tiền đạo người Tây Ban Nha đã giành được hầu hết danh hiệu lớn ở cả cấp độ câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. Torres đã gạt bỏ một loạt tên tuổi lớn ở Tây Ban Nha, Chelsea, Atletico, để chọn Steven Gerrard là đồng đội xuất sắc nhất anh từng có. Torres nói với các phóng viên, tôi luôn luôn nói cầu thủ xuất sắc nhất mà tôi cùng đá cùng là Steven Gerrard. Drogba báo tin vui cho người hâm mộ Chelsea. Có một người đang đàm phán để nhận việc làm huấn luyện viên Chelsea là Frank Lampard. Didier Drogba xác nhận trong một video clip trao đổi với cổ động viên Chelsea trên Instagram. Hiện tại Lampard cùng vợ đang đi nghỉ hè. Sau kỳ nghỉ này, huyền thoại Chelsea nhiều khả năng sẽ trở lại Stamford Bridge nhận việc, thay thế huấn luyện viên Sarri, người vừa chia tay Chelsea chỉ sau một mùa giải gắn bó để hồi hương, dẫn dắt Juventus.